chào Nghiêm tổng. Cô lại quên rồi. Chị Băng, đã sắp xếp xong rồi chứ? Dạ thưa, xong rồi. Lưu tổng là người Sơn Đông nên tôi đã đặt món lòng ôm và hải sâm nướng hành của ẩm thực Sơn Đông. Chú tổng tuy là người Hà Bắc nhưng lớn lên ở Quảng Đông nên khẩu vị khá thanh đạm, nên đặt món bồ câu và heo quay sữa ẩm thực Quảng Đông. Còn Trương tổng từng học đại học ở Đài Châu nên sắp xếp cho ông ấy món cá đủ nướng và bánh gạo. Thư ký Lục thì tôi không biết người dùng nào, nhưng anh ấy chắc thích món dồi dê và nấm và tổ ong bò chiên giòn. Được lắm. Như thế nào rồi? Không nghe. Không sao không sao, tôi có thể tìm được em ấy. Thầy yên tâm, tôi tự có sắp xếp. Alo cô Lý. À Luca, em liên hệ với Dương Nhiên giúp tôi được không? Tôi không liên lạc được với em ấy. Em không biết Dương Nhiên đang ở đâu, cậu ấy không nói với em. Vậy em thử liên lạc giúp tôi được không? Dạ được cô Lý, bây giờ em gọi cho cậu ấy rồi gọi lại cho cô ngay. Ờ được được. Dạ. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Nhìn thấy tin nhắn mau liên lạc với cô Lý, có việc gấp tìm cậu. Wow, chuẩn bị ăn thôi. Wow. Phải rồi Tiểu Kha. Hả? Cái này được tính là đồ điện gia dụng không? Bị bắt sẽ bị trừ điểm đó. Yên tâm đi, có người canh rồi. Ăn thôi. Lúc đến ngồi xe khách thì mất 1 tiếng đồng hồ. Nếu đi cao tốc thì chỉ mất nửa tiếng thôi. Nếu bây giờ mình kịp đến đường cao tốc rồi xuất phát luôn thì vừa đủ thời gian. Biết rồi, biết rồi. Năm tệ, năm tệ. Ờ, chú ơi, con muốn bàn với chú một chút. Bây giờ chú đưa con tới đầu đường cao tốc được không? Ê, như vậy sao được? Trước đó chúng ta đã giao hẹn rồi mà. Con sẽ đưa chú 50 tệ. Tôi chỉ giúp đỡ thôi à, không phải vì tiền đâu nha. Được, làm phiền chú nhanh một chút nha. Được. Gì vậy? Tôi đang tới gái mà. Đang hay quá. Cậu đến đâu đừng cao tốc đón tôi nha. Rồi anh em à, không có vấn đề, nhất định tới mà. Được rồi, tới nhanh chút nha. Cảm ơn chú nha chú hai. Không có gì. Học sinh bao tốt, bạn bè được gì chứ? Tôi nói cậu nghe, tôi không có thời gian thật, đi nhanh lên. Cậu yên tâm đi, xe của tôi rất là hung bạo đó, chỉ một từ thôi. Bốc. Tôi biết rồi, giống như cậu vậy. Mặt của cậu bị ai cắn vậy? Cũng không chịu lau đi nữa. Đây là dấu ấn của tình yêu, sao có thể lau được chứ? Được, người anh em, tới lúc họ tìm tới, đừng có kêu tôi giúp đỡ cậu nha. Chuyện này không thể trách tôi được. Lúc mà tôi nói thích là tôi thích thật. Nhưng mà mấy em đó cứ cặp với tôi thì lại nghĩ đã là bạn gái rồi, còn nói muôn đời suốt kiếp với tôi, ai mà chịu nổi chứ. Cậu không thể nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình sao? Tôi nhìn lại rồi. Vì tôi quá đẹp trai đó, biết làm sao được. Sức hấp dẫn trời ban mà. Được rồi, khá lắm. Đừng chỉ nói mình tôi. Còn cậu, vẫn chưa thích ai sao? Tôi không có. Làm việc đi.
chỉ biết ngủ thôi. Đại Vũ à, nước tới liền. Đây. Chúng ta lăn lộn bên ngoài, quan trọng nhất là giữ chính nghĩa. Người anh em à, cậu xem đã 2 ngày rồi, cậu cứ nằm như vậy không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Hay là tôi đưa cậu ra ngoài đi dạo ha, à, đi đánh bóng ha, có được không hả? Có được không vậy hả? Đã tới lúc vận động rồi. Nổi nhạc. Vui vẻ trả nợ, đoàn kết thân ái. Em trai anh, lâu tới quá. Tiền đủ rồi. Nếu em trai tôi tới sớm hơn một chút thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Chúng tôi ở đây 2 ngày, chuyện nào ra chuyện đó. Điện nước, tiền phòng, 200 tệ này, đủ rồi. Đi. Phải rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Sau này nếu có ai nợ tiền của các vị thì cứ gọi cho tôi nha. Chúng tôi đang làm việc, chịu tính hàng đầu. Khẩu hiệu của chúng tôi là đoàn kết thân ái, vui vẻ trả nợ. Đã vào trung tâm thành phố rồi, còn nửa tiếng nữa, đủ mà. Vậy sau khi kết thúc chúng ta gặp nhau ở thạch khắc nha. Lần này tôi mời. Thôi tôi... Được rồi, lần nào cũng để cậu mời. Lần này có tiền thưởng mà, nếu mà thắng tiền thưởng càng nhiều hơn đó. Được rồi, vậy cậu yên tâm đi, lần này nhất định tôi sẽ đúng giờ cho cậu. Wow, tối qua lúc đua xe đã nghe kêu nhẹ rồi. Sợ ý quá à. Đào. Ba phần do trời định, 7 phần phải phấn đấu. Nói. Tôi không có nhà, nhưng mà không sao. Ok, tôi tới liền. Đem tiền qua cho anh Lưu, tôi có việc. Đi trước đi. Con đừng có nhảy qua, ở đây có đường mà. Con trai, tìm ba có chuyện gì vậy? Xuống xe. Chiếc xe đó giao cho hai cậu, tôi phải về trường ngay. Chậm thôi nha. Anh Khải. Anh Đậu. Ồ, em nào hôn vậy? Nói sao đi, nói sao đi. Mau xem chiếc xe giùm tôi đi nè. Thầy hiệu trưởng. Hả? Hai em được bồi dưỡng, tôi đã gọi tới đây rồi, để dự phòng. Vậy thì tốt. Cuộc thi giao lưu hữu nghị này của chúng ta là hoạt động giao lưu giữa 2 trường 10 năm một lần. Hình thức phải có sự mới mẻ và hòa thuận. Thắng thua không có quan trọng, hữu nghị là trên hết.
có đúng không? Nhưng mà bốn thí sinh của chúng ta, hình thức phải đẹp, khí chất phải tốt, về tinh thần nhất định phải vững vàng, có thể thể hiện được khí chất của trường ta là được. Hả? Chỉ cần Lâm Việt Thành và Dương Nhiên tới được, hai em ấy sẽ lên. Vậy bây giờ cô có chắc chắn không đó? Không thành vấn đề. Thầy xem, còn tới 20 phút nữa mà. Tôi tự có sắp xếp, để tôi gọi lại cho hai em ấy. Đúng rồi. Vấn đề đó anh em nghĩ sao hả? Theo ý của tôi thấy thì chúng ta cần nên giải quyết. Dương Nhiên, sao cậu còn chưa đi nữa? Cô Lý đã... Cô Lý thế nào rồi? Cậu thanh niên này là ai vậy? Đúng gì? Là ai vậy? Cậu thanh niên nào vậy? Cậu thanh niên nào vậy? Cô Lý sắp... không xong rồi. Mới hồi chiều cô Lý còn bình thường mà. Cậu đừng có nói nhiều như vậy nữa. Đừng quên cô ấy không chỉ là cô giáo mà còn là mợ của cậu đó. Chị Băng, thưa các sếp, tôi xin lỗi. Ở nhà tôi có việc gấp, tôi phải đi về trước đây. Xin lỗi mọi người. Không sao đâu. Không sao. Thanh niên mà. Ở nhà có chuyện. Được. Cậu xong chưa? Xong rồi. Cô Lý à? Hả? Người đâu rồi? Sao bây giờ vẫn chưa thấy tới vậy? Không sao. Tôi tự có sắp xếp. Sắp xếp. Sắp 8 giờ luôn rồi. Cô sắp xếp cái gì? Được rồi, không đợi nữa. Bây giờ bắt đầu đi. Hùng biện Đại học Tây Thành, Đại học Hán Văn Singapore. Thưa các thầy cô giáo và các bạn, kính thưa ban giám khảo, chào mọi người buổi tối. Cuộc thi hùng biện xin được chính thức bắt đầu. Đề tài hùng biện của đội Táo Thành hôm nay là thanh xuân, thực tế đi trước lý tưởng. Đề tài của đội phản biện là thanh xuân, lý tưởng đi trước hiện thực. Trước tiên xin mời đội Táo Thành thuyết trình. Thưa ban tổ chức, thưa ban giám khảo và các bạn, chào mọi người buổi tối. Chủ đề tôi là thanh xuân, thực tế đi trước lý tưởng. Trước tiên chúng ta cần làm rõ thanh xuân là gì. Tôi đã từng cho rằng 18 tuổi chính là thanh xuân. Nhưng trên thực tế, xã hội hiện nay, trước 30 tuổi, trước 40 tuổi đều là thanh xuân. Như vậy, thanh xuân không chỉ giới hạn ở trong trường học, mà còn ở ngoài xã hội. Dĩ nhiên chúng ta có thể bàn về lý tưởng ở trong trường học. Nhưng khi bước ra xã hội thực tế, buộc phải đi trước lý tưởng. Xin cảm ơn. Tiếp theo xin mời bài thuyết trình của bên phản biện. Thưa ban tổ chức, ban giám khảo và các bạn, chào mọi người buổi tối. Chủ đề của đội chúng tôi là thanh xuân, lý tưởng đi trước hiện thực. Trước hết, chúng tôi cho rằng bạn bên Tán Thành đã lẫn lộn giữa hai phương diện là thanh xuân tâm lý và thanh xuân sinh lý. Một người 40 tuổi, chúng ta có thể nói rằng người đó là thanh xuân tâm lý, nhưng người đó đã không còn thanh xuân nữa. Thanh xuân là gì? Thanh xuân chính là trường học. Chúng ta hiện đang ở độ tuổi đi học, thì nên để cho lý tưởng đi trước. Được, bây giờ xin mời bài thuyết trình thứ hai của bên Tán Thành. Ở bên Tán Thành, lý tưởng đi trước hiện thực là bởi vì... Là gì vậy? Gì vậy trời? Gì vậy? Cười quá. Là gì... Sao vậy? 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 Sao vậ
sao lại làm như vậy chứ? Vậy nên đội chúng tôi cho rằng kỳ cục quá. Thanh xuân là không thể định nghĩa được. Tới rồi. Cũng giống như một cuốn sách, có mặt trước và mặt sau thì mới là hoàn chỉnh. Ý nghĩa chính xác của lý tưởng là nụ cười, phấn đấu và hạnh phúc. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, phần lớn phải đối diện với hoang mang, buồn bã và cả nước mắt. Cho nên tôi cho rằng đó cũng chính là thanh xuân. Cũng như bạn đội bên tôi vừa mới nói, đời người không hoàn hảo nhưng lại là hoàn chỉnh, cho nên hoàn chỉnh cũng là hoàn hảo. Đối với thanh xuân mà nói, lý tưởng giống như tòa nhà cao tầng, thực tế giống như mặt đất. Dù mặt đất không hoàn hảo đến đâu, nó cũng là nền tảng. Hay lắm. Thưa ban tổ chức, tôi và Lâm Việt Thành là thí sinh thứ hai và thứ ba của bên Tán Thành. Tôi xin được thay đổi thành viên trong đội. Tôi đồng ý. Không được, hai bạn đã tới trễ 10 phút, đã không phù hợp với quy định rồi. Vậy tôi xin mời các thầy cô xem một đoạn video. Con gái à, không sao chứ con gái? Cô tỉnh lại đi, con gái à. Alo 120, tôi đụng người rồi. Chú ở đâu hả? Chú không sao không biết nữa. Anh tới nhìn đi, cứu con tới gái nhìn đi. Em gái, em gái à, không sao chứ? Nhìn lên. Con gái à, cứu con gái tôi trước đi. Em gái à, con không gái sao chứ? Hai em ấy giúp người. Hai mấy cứu người mà, hèn gì. Nếu không đã không trở lâu tới như vậy rồi. Nhanh lên cấp cứu, nhanh lên. Đây là em Lâm Diệp Thành của trường chúng ta. Bên này nè, nhanh lên, mau lên. Khá lắm. Nhanh lên. Đưa lên xe cấp cứu đi. Đúng rồi. Nhanh lên nữa. À, nếu như vậy thì có thể xem xét cho thôi. Được, được rồi. Tất cả các khách mời của chúng ta đều cho rằng hai bạn này có thể thay thế. Bởi vì chúng tôi luôn hy vọng lần này hai trường của chúng ta trong cuộc thi hữu nghị kỷ niệm 10 năm sẽ có sự mới mẻ. Vậy thì hành động cứu người gặp nguy lần này là rất tốt. Hả? Bạn đội bên kia nói nụ cười và nước mắt đều là thanh xuân. Đúng là như vậy. Nhưng chúng ta nên hiểu rõ, nước mắt là bước đệm của nụ cười, hoang mang là bước đệm của phấn đấu. Vậy nên hiện thực là bước đệm của lý tưởng. Chúng ta nhất định muốn lý tưởng đi trước hiện thực. Bạn bên đội kia nói đến bước đệm, đúng lúc chứng minh được quan điểm của đội chúng tôi. Bước đệm cũng giống như nền tảng. Lúc nãy bạn thứ ba bên đội chúng tôi cũng đã nói, không có mặt đất thì không xây được nhà cao. Cũng giống như không có cánh buồm của hiện thực thì không thể thực hiện chuyến ra khơi lý tưởng được. Bạn đội bên kia đã so sánh hiện thực với cánh buồm, thật ra đã chứng minh quan điểm của đội chúng tôi. Cánh buồm là hiện thực, biển rộng là phương hướng. Nếu không có phương hướng thì chúng ta tạo ra thuyền bè có ý nghĩa gì? Vẫn phải có thuyền trước, chúng ta mới có thể nghĩ chuyện ra khơi. Phải học cách đóng thuyền trước, chúng ta mới có thể thực hiện bước đầu tiên của ra khơi. Chúng ta không những phải học cách đóng thuyền mà còn phải học cách sử dụng la bàn, học cách né tránh giông gió. Tất cả đều là hiện thực. Nếu không có những kỹ năng hiện thực đó, chúng ta làm sao có được lúc cưỡi sóng đạp gió, giông bùm mây tiến ra biển lớn. Buổi hội biệt hôm nay rất thành công, có phải không? Đúng đó, lần này giành được tiền thưởng nên em đưa các bạn tới đây ăn một bữa. À, vậy giới thiệu các bạn cho chị đi. Người này tên là Trần Đào, bạn thân nhất của em từ hồi cấp 2 lên cấp 3. Không phải học trường của chúng ta nhưng tốt nghiệp sớm hơn chúng ta một năm. Lần đầu gặp. Cạn nha. Dạ. Không sao. Cạn luôn hả? Được không vậy? Không sao. Được. Không sao đâu. Tử lượng cao thật. Lý Văn Khải, chị Huyên, người nãy cho chị biết luôn rồi hả? Tiểu Khải thì chị biết, rất ủng hộ quán của chị. Mỗi tháng tới 7-8 lần, mỗi lần lại theo một cô khác nhau. Chị Huyên à, ở đây có bạn mới đó. Còn người này tên là Dương Nhiên, bạn cùng khoa truyền thông của em. Cũng là đồng đội trong cuộc thi hùng biện hôm nay. Là người hùng biện giỏi nhất. Chào chị Huyên. Dương Nhiên đây sao? Xinh đẹp thật đó. Cảm ơn chị Huyên. Vương Nhiên, tôi từng nghe về cậu đó. Qua khôi của khoa truyền thông đúng không? Đừng nói vậy Lý Đại Công Tử. Tôi cũng từng nghe nói về cậu. Chuyện hại các bạn học nữ. Có một câu nói như thế nào đây? Đại học Tây Bắc vừa gặp mặt
gặp trúng Văn Khải, lỡ cả đời. danh ảo. Vậy tôi xin giới thiệu bạn này với mọi người. Lưu Kha, bạn cùng phòng kia bạn thân của tôi, một cô nàng mê ăn. Chào mọi người, tôi tên Lưu Kha. Tiểu Thành là em trai của chị, bạn của em cũng là bạn của chị. Nào, chị mời mọi người một ly. Cạn lên. Sau khi tốt nghiệp, nhớ cũng thường tới nha. Mau ăn đi. Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây cũng là có duyên. Tôi có một đề nghị, sau này mỗi năm chúng ta tụ họp lại ở đây một lần, có được không hả? Được. Được. Nếu đã như vậy thì tôi tuyên bố tiểu đội Thạch Thất nhà chúng tôi hôm nay đã thành lập. Chúng ta chụp một tấm hình đi nha. Để chị chụp cho năm đứa một tấm. Nào. Được. Được đó. Được rồi. Đẹp thật đó. Xem đi nè. Wow. Đẹp trai thật đó. Nè, hai em gái bên kia xinh thiệt á. Đại ca nhìn xem. Lát nữa kêu qua đây uống với các anh em vài ly. Bà chủ tính tiền. Chỉ qua đó một lát, mọi người ăn tự nhiên nha. Được. Được rồi. Chính rồi nè. Ê, mấy bạn kia, có duyên thiệt đó, kết bạn với nhau đi. Nè, gọi hai em gái đó qua uống vài ly với đại ca tôi đi. Cái gì? Nè, đừng nóng nổi, để tôi xử lý cho. Đừng gây chuyện rắc rối, ngày mai tôi còn có chuyện. Yên tâm đi, ngồi xuống. Chào các anh. Bọn tôi đều là sinh viên, hai cô gái đó còn chưa tốt nghiệp. Các anh đừng dọa họ. Hay là tôi mời các anh ly này nha. Ai kêu mày qua đây? Tao kêu hai em gái đó qua đây mà. Vậy chầu này tôi mời các anh đi. Ly rượu này tôi kính các anh. Sinh viên, sinh viên thì có là gì ghê gớm chứ. Người hùng biện giỏi nhất. Đại ca, anh biết người hùng biện giỏi nhất là gì không? Giỏi khu môi muốn mép hả? Đúng đó. Nè, uống rượu đi. Uống rượu đi. Mày làm gì vậy? Hả? Sao? Hả? Uống lộn hả? Muốn gì? Hả? Hả? Mày muốn gì? Hả? Chơi không? Đừng sợ, có tôi đây. Dừng tay lại hết cho tôi. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Ấy. Ai ra tay trước vậy? Là tôi ra tay trước. Tình hình này của cậu đừng nghĩ đến tốt nghiệp nữa. Không phải với chú cảnh sát. Không phải chú đang nói đùa không vậy? Ai nói đùa với cậu? Chuyện đánh nhau này lớn thì không lớn, nhưng cũng không phải là nhỏ. Nhưng trước hết cậu cũng phải nhận sự thông cảm của đối phương. Cậu ra tay trước đúng không? Xin lỗi đi. Tại sao tôi phải xin lỗi họ chứ? Họ sỉ nhục tôi trước mà. Tôi sỉ nhục cậu trước hả? Đồng chí cảnh sát, tôi và bạn tôi đang ngồi uống rượu bình thường thì người này không nói một tiếng nào, xông tới đá cho tôi một cái. Được rồi, cậu ta sỉ nhục thế nào? Không có gì. Được rồi, kể lại toàn bộ quá trình. Ai nói trước? Được rồi, chuyện không to tát đâu. Tôi đưa cô về. Ê, chúng ta phải nghĩ cách để cứu họ ra mới được chứ. Nghĩ cách gì chứ? Chỉ là đánh nhau thôi mà, có gì to tát đâu. Ở một đêm sẽ được thả thôi. Chuyện không lớn. Vậy thì tại sao anh phải bỏ trốn? Tôi trốn sao? Làm gì phải trốn? Trong tài điển của tôi giống dĩ không có hai chữ chạy trốn đâu nha. Là bởi vì tôi có án. Án gì? Có ám hiệu. Ám hiệu? Đúng. Ám hiệu gì? Tôi chỉ làm việc thành có ám hiệu, chính là ai vào đó trước, người còn lại sẽ phải nghĩ cách.
nghĩ cách cứu người kia ra. Đúng, đó chính là ám hiệu ngầm của đàn ông. Vậy anh đã nghĩ ra được cách chưa? Nghĩ ra rồi. Cách gì vậy? Thượng hạ hai sách. Thượng sách. Tôi kêu luật sư riêng của tôi ngày mai tới đây một chuyến. Còn hạ sách. Nếu mà tụi nó không hòa giải, tôi cho tụi nó không qua nổi ngày nói dối sắp tới đâu. Ê, bỏ đi. Tôi thấy hạ sách này thì nên bỏ đi. Ê, tôi lại thấy thượng sách đó thì được. Bây giờ anh gọi cho luật sư riêng của anh tới, chúng ta cứu họ ra đi. Bây giờ? Đúng rồi, không lẽ đợi đến ngày mai? Chuyện này cô không hiểu đâu. Cô xem, bây giờ bọn chúng đang rất tức giận, không thể giải quyết được gì hết đâu. Phải đợi đến ngày mai, để viên đạn bay đi đã. Ngày mai nguôi giận, tự động chúng sẽ hòa giải thôi. Được rồi, đi thôi. Tôi đưa cô về, nhanh lên. Má chết rồi. Cái gì nữa? Tới giờ này rồi, chắc chắn ký túc xá đóng cửa. Làm sao đây? Cô có đem căn cước theo không? Hả? Không đem. Tới tiệm của tôi ngủ một đêm đi. Hả? Lên xe. Ngồi chắc nha. Đồng ý hòa giải rồi chứ? Đồng ý. Đều là em Út thôi mà. Hiểu lầm nhỏ. Đúng rồi. Được rồi, kiếm tên vào đây đi. Dạ. Đây, cậu cũng ký đi. Cảm ơn. Ê, chú Lý, chuyện hôm nay cảm ơn chú. Chú Lý à, chú đã đưa cho bọn chúng tất cả bao nhiêu tiền vậy? Để con ghi giấy nợ cho chú nha. Là như vậy chú à, trong chuyện này là con ra tay trước, cho nên con sẽ đứng ra phụ trách tất cả. Con là Tiểu Lâm hả? Nếu đã sắp tốt nghiệp, chú sẽ dùng lời nói của thế giới người lớn để nói với con về cô. Con muốn viết giấy nợ là thật sự muốn chịu trách nhiệm với mình hay là vớt vát một chút tự trọng? Chuyện ngày hôm nay con tu xếp ổn mới là có tự trọng. Nếu đã kêu chú ra mặt thì tôn nghiêm của con không đáng để nhắc tới. Ông Lý nói gì vậy chứ? Im miệng đi. Lý Văn Khải, con cũng nhớ kỹ cho ba, lòng tự trọng không có thực lực là tự chuốc lấy sỉ nhục. Đi, về nhà. Ông Lý là vậy đó, cậu đừng để tâm. Dương Nhiên, hay là để tôi đưa cậu về nhà nha. Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn. Tôi lo lắng. Lo lắng cái gì? Tôi lo lắng cậu đi một mình sẽ không an toàn. Đã khuya như vậy rồi. Lâm Việt Thành, lâu rồi tôi nghĩ cậu là một người rất lý trí. Nhưng qua chuyện hôm nay, nếu chú Lý không ra mặt thì giải quyết thế nào đây? Tôi xin lỗi. Những người bạn đó của con đều đi làm rồi. Bà thấy con thì không quan tâm gì hết. Vậy con có thể làm sao?
Con khóc một trận rồi tái cho mình mấy bạc tay sao? Bao nhiêu năm nay con chỉ biết xài tiền thôi, không làm được chuyện gì hết. Con không nên tự ngẫm lại sao? Vậy trước đây ba đã làm gì? Từ nhỏ tới lớn ba đều dùng tiền để dàn xếp con. Con cũng dùng tiền để dàn xếp cuộc sống, cũng là học theo ba thôi. Anh Trương dừng xe đi. Anh Trương dừng xe. Dừng xe đi. Dừng xe, dừng xe. Đi. Tiệm xe máy qua sử dụng Tam Hiệp. Đây là cửa tiệm hàng đầu của anh sao? Đúng vậy. Cửa tiệm xe máy qua sử dụng hàng đầu Tam Hiệp. Cô xem, trang trí đậm sắc màu cổ kính. Còn ở đây nữa, view sâu 180 độ không góc chết nha. Thấy sao? Môi trường ở đây đúng là rất tốt đó nha. Đúng chứ. Anh Đào, xe máy qua sử dụng thật sự bán rất chạy sao? Chuyện này cô không biết đâu. Trùng Khánh của chúng ta là thành phố núi đúng không? Đi ra ngoài đều cần có xe. Chính vì là thành phố núi nên đường xá rất chật hẹp, dòng tới dòng lui đi lên đi xuống, đi ô tô cũng không có tiện cho lắm. Nên là cần một chiếc xe máy. Nhưng cô mua chiếc xe máy mới, thứ nhất không thực dụng lại quá mắc, thứ hai không phong cách, không giống cô một chiếc xe Johnson cũ này. Cô xem chiếc xe máy này, vừa có chất nghệ sĩ vừa rất hợp thời. Có phải rất lãng tử không? Anh như vậy đúng là rất đẹp trai. Chứ sao? Hơn nữa, mấy năm nay kinh tế của Trùng Khánh phát triển rất tốt, các chỉ số tài chính đều tăng trưởng ổn định. Chẳng hạn như là cái gì mà KPI, CPI rồi chỉ số DGI, rồi còn cái gì nữa mà dù sao cô cũng không học tài chính, nói chuyện với cô cũng vô ích thôi. Nói tóm lại là tiệm xe máy qua sử dụng chính là vùng biển xanh của thị trường Trùng Khánh trong tương lai. Mỗi lần gặp cô ấy, tôi đều sẽ không nhìn được mà ngoái đầu nhìn. Nhưng tôi biết cô ấy không hề chú ý đến tôi. Cùng khoa nhưng không cùng lớp, năm tư đại học, tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô ta. Nên tôi mong chờ mỗi tiết học chung, ít nhất tôi cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy cô ấy. Nhưng không ngờ, đến lúc gần tốt nghiệp, chúng tôi lại trở thành đồng đội trong đội Hùng Biện. Tôi có thể ở bên cạnh cô ấy, nói với cô ấy thật nhiều chuyện. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc. Có nhiều khi tôi nghĩ, tôi thích cô ấy như vậy, quan tâm cô ấy như vậy, còn cô ấy thì sao? Liệu cô ấy có một giây một phút nào từng thích tôi không? Chỉ đáng tiếc, cô ấy nói đúng. Hôm nay nói đến cùng, tôi đã nông nổi, suýt chút nữa làm hại cô ấy rồi. Tất cả mọi người, đốt cháy Illidan. Có khách tới nè, mọi người chào đón đi. Tất cả mọi người, đốt cháy Illidan. Có khách tới nè. Để tôi giới thiệu nha. Đây là Liêu Kha, là bạn cùng đại học với Lâm Việt Thành. Tối hôm nay, sẽ ở tạm chỗ của chúng ta. Chào cô, chào cô. Tôi cũng giới thiệu với cô, đây là người anh em ở tiệm của chúng tôi, cũng là người cộng sự, Hà Mộ Thu, Tôn Đại Vũ. Anh Đại Vũ chào anh. Không phải, tôi là Mộ Thu, Mộ Thu trong ngưỡng mộ. Thu trong mùa thu. Hay lắm, hay lắm. Chị Đại Vũ, chào chị. Cái tôi là Đại Vũ được rồi. Hừ.
Ngồi, ngồi tự nhiên đi. Đúng. Đây là tôi đưa con đi thăm ngoại một chút nha. Được. Nè, hướng này, đi. Thông thường thì chúng tôi ở lầu 2, Đại Vũ, Tiểu Thu ở ngoài này, tôi ở phòng trong cùng đó. Tối nay cô cứ ngủ trong phòng của tôi đi nha, còn tôi sẽ ngủ ngoài này. Tôi đưa cô đi xem. Cô cứ ngồi tự nhiên đi. Đây là ra giường với vỏ chăn mà tôi mới vừa giặt. Nếu như mà cô không chê thì tôi để đây cho cô dùng nha. Cứ tự nhiên. Anh thích người trong giang hồ hả? Hả? Gà rừng, idol của tôi đó. Anh cũng thích đọc sách sao? Hả? Chúng tôi làm ăn mà cũng phải đọc sách chứ. Mấy cuốn sách đó bị lâu lật nát rồi. Cái gì là Luận về quốc gia giàu có của Adam Smith, Kinh tế chính trị học của David Ricardo, và cả Thuật giả kim tài chính của Gregory Soros nữa. Đọc nát hết rồi. Tôi cảm thấy Chính là thời đại người giàu bộc phát đã qua rồi. Bây giờ nên làm một thương gia, nho học. Đúng vậy. World of Warcraft Soul Master, tầng địa ngục thứ 19, Bàn Long. Đúng. Mấy cuốn đó là của tôi. Cô cũng biết là tôi làm ăn mà, có rất nhiều khách hàng trẻ tuổi, nào là thanh niên, rồi học sinh cấp 3. Tôi cũng phải nắm được tâm lý của một số người trẻ tuổi. Không sao, tôi cũng thích đọc mấy cuốn này. Vậy sao? Ở đây có một cuốn Thuật giả kim tài chính, hình như vẫn chưa gỡ niêm phong. Thuật giả kim tài chính của Gregory Soros là cuốn sách mà tôi thích nhất, nên là tôi đã mua một cuốn mới đem về để dành sưu tập thôi. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi ra ngoài nha. Có gì cô cứ nói với tôi. Cảm ơn. Về rồi sao? Giải quyết việc xong chưa? Giải quyết xong rồi. Em không trách chị báo cảnh sát chứ? Chị à, chị nói cái gì vậy? Nếu không nhờ chị báo cảnh sát kịp thời, không biết tụi em còn gây ra chuyện gì nữa kìa. Sao lúc này em lại đông đổ như vậy? Không giống em cho lắm. Có thể là lúc đó em bị quá kích động. Chị à, em muốn ngồi ở đây một mình một lát. Lát nữa em vào dọn dẹp giúp chị nha. Được. Xuống dưới này ăn mì, cẩn thận, đừng để họ thức dậy nha.
ăn đi. Ngon thiệt. Nhỏ đó. Thôi. Ngon thiệt quá. Ăn từ từ thôi. Ngon thiệt quá. Ăn chậm thôi nha. Phải rồi anh Đào. Anh biết Nhiên Nhiên bọn họ về rồi chứ? Lâm Việt Thành nói anh rồi hả? Nói rồi. Tôi đã nói với cô rồi, không có gì to tát đâu, không cần lo lắng. Tôi nhờ một tiếng là xong rồi, có gì đâu. Là anh nhờ giả hả? Chứ cô nghĩ sao? Lúc nãy tôi đã nhắn một tin nhắn là giải quyết xong thôi. Bọn tôi ngoài giang hồ, coi trọng nhất là mối quan hệ đó. Ai vậy? Không tiện nói ra. Ờ. Lo ăn đi. Ăn đi. Chị à, dù có xảy ra chuyện gì cũng phải ăn uống cho đàng hoàng. Cảm ơn. Đây, cầm lấy tiền thưởng. Chị à, tiền này em không cầm được đâu. Em gây ra quá nhiều rắc rối cho chị rồi. Đừng nói nhảm nữa, cầm lấy đi. Em sắp tốt nghiệp rồi, cũng đã sắp đi làm. Cái này em đáng được nhận. Sau này dù bận cách nào cũng nhớ kỹ, đây mãi mãi là nhà của em, thường về nhà chơi đó. Ngon thiệt đó.